Xin kính chào quý vị và các bạn. Và sự trở lại của một chiếc đẩy liền vang mang thương hiệu Yahoo, mã sản phẩm là PA602. Và sản phẩm bên em lại tiếp tục về để phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, với chiếc Yahoo PA602 thì sử dụng 12 sò với nguồn xuyến, cho ra công suất rất là lớn, đủ sức để đánh một cặp bát 30 hay là hai đôi bát 25. Vâng, với cổng kết nối thì có VCD, BMG, AUX và sử dụng MV3, tức là USB và SD. Vâng, vất rất nhiều là cổng kết nối. Ngoài ra thì có cổng kết nối Bluetooth. Vâng, với chức năng liền vang cho ra một cái chất âm về đường echo đã được cải tiến rất là hay. Echo ngọt ngào, delay Zbeat và bass mid check. Về phía đằng trước thì có hai cổng mic. Vâng, hai cổng mic, và phía đằng sau có hai cổng nữa cho các bác có thể là cắm mic dây thì các bác cắm đằng trước. Còn ngoài ra để sử dụng mic không dây thì cắm đằng sau, trông rất là gọn. Vâng, về phần nhạc thì có bass mid check và ba lăng cân loa. Vâng, và đặc biệt thì với chiếc Yahoo PA602 lần này về thì giá cũng rất là ưu đãi, mà về chức năng thì được cải tiến rất là nhiều về phần echo cho quý vị và các bạn hát rất là hay. Và em kết nối cùng với một cặp mic Suze UGX 20 25 mã phiên bản 4 dâu thì cho ra cái chất âm rất là tốt. Mời tất cả quý vị và các bạn cùng cảm nhận cái chất âm của cái chiếc đẩy liền vang Yahoo PA602. Và em được ghép cùng với một cặp loa la tốt, nhập khẩu nguyên cùng nguyên kiện. Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta hứa đây, vì cho đến giờ chẳng có ai biết em thuộc đời. Những lần chào nhau bối rối, người ấm bên cạnh anh chẳng nghi ngờ, lòng em lại chẳng nhẹ nhàng. Vâng, như quý vị thấy, với được cải tiến rất nhiều về phần echo, cho ra chất âm rất là ngọt ngào khi mà ta ca hát, rất là quyện và bay tiếng. Vâng, với chất mic thì rất là ok, rất là hay. Lên 5, 6, 7. 1, 2. Hãy subscribe.
Đẩy liền vang PA602 thì bên em cũng đã có clip mở nội thất cũng như cấu hình bên trong, thì quý vị nào có thể tham khảo ở link phía bên dưới. Bên em sẽ để link tháo nội thất với chiếc đẩy liền vang Jahua 602. Vâng, với lần này thì cũng xin được báo giá tới toàn thể quý vị và các bạn. Với chiếc Jahua PA602 bên em sẽ bán cho toàn thể quý vị và các bạn 3.800.000 đồng. Vâng, một giá rất là hấp dẫn. Và ngoài ra thì tặng thêm quý vị một cặp dây để các quý vị và các bạn kết nối tín hiệu. Và quý vị nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với bên em. Bên em ship hàng toàn quốc. Và quý vị nào chưa nút đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh để chào đón những sản phẩm bên em giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của bên em. Xin kính chào quý vị và các bạn.